Như các bạn thấy rồi đó, thì chỗ Mauricio thì là sát giải chúng tôi mới ký, tại vì hầu như là không còn một cú tay nữa. Còn Bruno thì trong lúc tập luyện thì nghe nói là không may mắn khi bị chấn thương, và anh chưa đạt được cái phong độ như ban huấn luyện mong muốn, tại vì lần đầu tiên mà anh không có đăng ký danh sách vì anh còn chấn thương. Thực chất là các quả trận đấu ngày hôm nay thì nó có phản ánh đúng cái phần diện trận đấu thôi, khi mà hai đội đều là có nhiều rất là nhiều cơ hội. Tuy nhiên thì trong một ngày mà có thể nói là cả hai đội không được tận dụng được những cái tình huống ghi bàn đó thì thật là tiếc. Thành phố gần như là một lỗ khác khi mà ông các cầu thủ ở thứ hai, và lúc đấy khoảng sau năm 5 năm 7 như nãy tôi nói thì Bruno thì trong thời gian tập luyện thì bị chấn thương, còn Mauricio thì mới ký hợp đồng thôi, nên cái vấn đề mà sự nhầm nhuyễn, sự hiểu ý nhau cũng rất là khó khăn. Tuy nhiên tất cả cầu thủ khi mà thế cầu thủ Việt Nam vô thì họ đã từng chơi với nhau, cũng như là họ có thể là họ trao đổi nhau trước trên sân thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn. Về tinh thần thì rõ ràng trận đấu này là trận đấu gần như là khai mạc của câu lạc bộ tại sân nhà, thì thật sự cũng có một số vận động viên họ bị căng cứng về vấn đề tâm lý, thì tuy nhiên thì sau một thời gian thi đấu thì họ trở lại trạng thái bình thường lại. Khi ông có thể cho biết thông tin về chấn thương của Môn Thanh Thanh? Thật là không may thì chỗ việc đầu tiên thì là Ngô Hoàng Thịnh thì bị chấn thương háng, sau đó thì tới Toàn, thì Huy Toàn thì bị hút cái thủ môn, hút cái đầu gối vô cái mạng sườn. Tuy nhiên thì Toàn rất là đau nhưng mà vẫn cố gắng thi đấu hết trận. Còn Thắng thì cũng bị Edison hút cái đầu gối vô bắp đùi, thì qua bắp đùi thì dự kiến trở lại của hai cầu thủ là Hoàng Thịnh và Tầm Thắng, thì Thắng có thể là 2 tuần, còn Hoàng Thịnh thì có thể là từ 4 đến 5 tuần. Sao em? Hiện tại bây giờ thì chỉ có một cầu thủ là bị nhiễm Covid thôi, là Công Thành. Thì là vừa rồi thì mới bị nhiễm đây. Bùi Tiến Dũng thì cũng giống như là Văn Cường hay là Thành Thắng thôi, thì ai có phong độ tốt thì nó được chơi. Thì tuy nhiên thì vừa rồi thì Văn Cường cũng bị Covid, cũng mới khỏi đây, thì hôm nay đăng ký 2 thủ môn, thì rõ ràng thì Dũng vào thì cũng không có tình huống nào mà để thể hiện. Tuy nhiên tôi tin là Dũng, nếu như mà Thành Thắng hồi chấn thương thời gian dài thì tôi nghĩ là Bùi Tiến Dũng cũng như là Văn Cường có thể là tận dụng những cái thời điểm mà quyết định đó để có thể là có vị trí đứng của mình. Nói còn hỏi được không? Trước trận Hà Nội thì theo ông thì mình cần phải làm gì để có thể ổn định đội hình trước khi mà mình đánh bắt Hà Nội 12? Thực chất trận Hà Nội thì rõ ràng thì Hà Nội giống như là một đội ẩn số, thì đầu giải thì họ chưa thi đấu. Thì để mà đánh giá hay là bắt bài câu lạc bộ Hà Nội thật sự rất là khó. Tất cả các đội bóng ở V-League mình thì rất khó khi mà chọn đấu pháp để chơi với Hà Nội. Tuy nhiên hiện tại bây giờ Hà Nội cũng chưa biết thi đấu như thế nào. Và cộng thêm cái việc đầu tiên ban huấn luyện muốn tập trung vô là chữa trị chấn thương cho tất cả các cầu thủ, vì hiện tại bây giờ câu lạc bộ thành phố chỉ đăng ký có 29 vận động viên, trong đó có 3 thủ môn thôi, mà tình hình chấn thương bây giờ cũng sắp xỉ gần 10 vận động viên rồi. Các đội gần đây đều bị thu hút bị nhiễm Covid chứ anh, thì nếu mà không có đội 2 thủ môn thì sẽ không có thi đấu được, thì anh đánh giá cần làm gì để bảo vệ những cái thủ môn của đội mình trước chấn thương chẳng hạn, sinh hoạt sao để họ không bị nhiễm Covid thôi? Thực chất ra thì ở đây thì đội bóng sinh hoạt tập thể, sinh hoạt chung,
gần chung với nhau. Mà để mà bây giờ mà có ăn dịch bệnh đâu phải mà hôm nay bị cái là mai là phát hiện được liền. Nó không thể nào được, mình không thể nào mà cái nhất cái hai trong đội bóng thì tập luyện chung với nhau, có thể là cầm cái bóng chung với nhau hay làm một động tác gì đó hay làm một cái gì đó, thì nhìn chung thì mình chỉ nêu cao cái vấn đề mà ý thức của các em thôi. Còn vấn đề mà thật sự bây giờ dịch bệnh cũng nó gì quá thì thật sự cũng khó cho ban huấn luyện.